Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh của mình. Thì hôm nay Fluxu đã cập nhật V28 nha. Link bản thắt mình sẽ để ở phần mô tả nha. Anh em nhớ bỏ cho 3 giây và like, subscribe để ủng hộ mình nha. Sao với những bản thắt mới nhé. Thì bây giờ bản Fluxu này sẽ bắt cái cây nha. Mình sẽ lấy cây và hướng dẫn anh em lấy cây luôn nha. Thì anh em đầu tiên em ấn vào chữ lấy cây này, sau đó anh em quay ra trình duyệt nha. Anh em dán dán phần nữa ra, anh em ấn vào chữ thép này, rồi anh em ấn ok, anh em ấn quay trở lại nha. Sau đó anh em đợi tầm 3 giây rồi nó sẽ load sang trang khác nha. Đây anh em kéo lên tìm đến mục Free Access nha. Sau đó anh em ấn vào Skip này. Đó, nó sẽ sang trang khác. Đến cái trang này anh em không bấm gì hết nha. Đợi 3 giây là nó sẽ tự động sang trang khác. Đó. Sau đó anh em kéo xuống tìm đến mục Free Access này. Anh em ấn vào. Rồi anh em cũng ấn skip. Em tiếp tục đợi 3 giây nha, không có ấn gì hết nha. Là nó sẽ sang trang khác. Rồi anh em kéo đến tiếp tục tìm đến chỗ free access em à. Anh em ấn vào. Anh em vào skip này. Anh em lại đợi 3 giây nha. Anh em kéo xuống, ấn vào tiếp tục ấn vào Free Access ở đây nha. Đây Free Access đây. Đấy nó sẽ hiện ra cái cây, anh em ấn vào copy cây này. Sau đây anh em quay trở lại game nha. Anh em vào lại game là nó sẽ không bắt anh em nhập cây nha. Nó sẽ tự động điền vào luôn. Nó sẽ hiện ra cái trang này. Đó, đây là nơi nhập các thứ. Còn mới tải game cho nên là nó sẽ chưa cài đặt load xong, cho nên anh em đợi một xíu nó sẽ hiện ra hết tất cả nha. Đấy, khi anh em tải về anh em cũng phần cài đặt rồi anh em ấn vào thu nhỏ rồi anh chữa tắt hoạt động hoạt ảnh các thứ đi cho nó mượt mà trơn tru hơn nha. Còn anh em nào không thích thì thôi không cần cũng được. Đây trong khi một thời gian nó tải được thì nó sẽ hiện ra. Bây giờ mình sẽ tự lấy một cái cây dán vào xem thế nào nha. Cái bản phần Lusu này thì rất là mượt nha. Mình sẽ thử lấy một cây cutter ra để xem có được không nha. Thì sau khi lấy cây rồi thì mình sẽ nhập vào. Sau đó em ấn chữ ở chỗ chỗ mình đang chỉ này anh em thấy không, là nó sẽ chạy bản hát nha. Bản hát này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha, anh em thích thì có thể lấy JPG ở dưới đó, phần mô tả. Sau khi chạy bản hát thì nó sẽ chạy ra thế này nha. Bản hát này là Urinarium nha. Anh này thì UP4 rồi, lấy item rồi, cài level các thứ đầy đủ hết nha. Thì
em nhớ bỏ ra 3 giây và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mỗi lúc mình đạt được 100 người đăng ký mình sẽ event sắp đặt cho anh em nha. Cảm ơn em rất nhiều. Hẹn anh em vào những bản hát mới rồi làm video cho anh em nha.